Thì hôm nay mình xin chia sẻ với các bạn tiếp thủ thuật là chúng ta chia sẻ file từ điện thoại chúng ta sang một máy tính khác. Đối với laptop hay là một điện thoại khác thì chúng ta có thể dùng cái app CIT trên CS Play, thì chúng ta dễ dàng chia sẻ file cho một máy bạn. Thì về tính năng này của CIT thì nó cũng có cái phần hạn chế là nó không thể chia sẻ file sang một máy tính bàn, do chủ yếu là nó chia sẻ qua mạng wifi là chính hoặc bluetooth. Thì hôm nay mình xin chia sẻ với các bạn thủ thuật là chúng ta chuyển file từ điện thoại sang máy tính bàn. Thì mình xin chuyển qua cái ứng dụng khác để chúng ta chia sẻ file từ điện thoại chúng ta sang một máy tính bàn không có kết nối wifi. Thì mình dùng cái ứng dụng là DU Recorder. Đây, mình vào cái tính năng chính của nó là cái mục này. Thì chúng ta vào cái phần chuyển qua wifi. Đây. Ở đây thì nó có cho chúng ta một cái địa chỉ IP, thì chúng ta dùng cái địa chỉ này chúng ta truy cập trên cái điện thoại khác hoặc là cái máy tính bàn của mình ha. Cái điện thoại không có kết nối wifi cũng được nha các bạn, chỉ cần có kết nối dữ liệu là được. Thì mình vào thử cái trình duyệt web ở trên cái máy tính bàn để chúng ta xem cái truy cập vào cái đường dẫn này, địa chỉ này, xem chúng ta thấy gì trên điện thoại của mình ha. Thì mình có dùng cái theme view đây, mình có dùng cái sẵn cái theme view mình kết nối rồi. Trên đây là hệ điều hành WinXP, thì chúng ta điều khiển qua cái theme view để chúng ta truy cập cái địa chỉ của cái ứng dụng quay phim màn hình. Đấy, nó cho mình cái địa chỉ IP, mình truy cập vào thì mình thấy những cái mục file sau đây. Đấy, cái dung lượng file đây, mình ví dụ mình tải thử một file nhẹ nhẹ ha. Đây, mình tải một file về, mình tải hai file đi. Đấy, mình thử mình tải xuống. Đây nó tải về các bạn, tốc độ rất là nhanh. Mình không thể tin nổi là cái tốc độ nó nhanh đến như thế. Khủng khiếp quá các bạn. Cái mạng của mình á thì chỉ có 1 MB không tới là tối đa thôi. Mình tải video YouTube á, hoặc là Google Drive á, là chỉ có 800 KB trên giây thôi là nhanh nhất rồi đó. Nhưng mà giờ mình tải như thế này là mình thật sự không ngờ, quá bất ngờ luôn. 6,1 MB trên giây. Mình không tin nổi. Để lát mình thử mình phát thử coi video mở được như bình thường nha các bạn. Mình không ngờ thật sự là cái tốc độ mà nó truyền tải nhanh đến như vậy. Rồi, bây giờ mình click thẳng vào file ha. Mình mở thử trên máy tính mình xem. Bây giờ mình mở cái lo lên. Hôm nay mình xin chia sẻ với các bạn tiếp thủ thuật là chúng ta chia sẻ file từ điện thoại chúng ta Rồi. sang một máy tính khác. Ở đây thì mình không thể thấy trên theme view cái video phát trên màn hình nữa các bạn. Do theme view trên điện thoại thì nó cũng có giới hạn ít tính năng nên mình không thể thấy được. Thì mình thử mình tải một cái file khác ha. Mình thử mình tải cái file MP4 MHDD này xem. Rồi, bây giờ mình tải cái file này về xem nó như thế nào. Tất nhiên nó có sự khác biệt nên mình mới mới tải về. Để mình mở lên ha. Mình mở file trong thư mục gốc. Đây là file với dung lượng là 1,46 MB. Thì đây mình click đôi vào. Tại sao mình phải chọn cái file này? Thì mình sau đây mình sẽ chia sẻ với các bạn.
mình đổi cái tên file thành là định dạng .iso. Rồi. Giờ mình chọn ngoài ha. Nó báo là có nên là chuyển thành cái tên mới hay không. Chúng ta xác nhận là ok, đồng ý. Mình mở cái file vừa rồi mình chuyển ha, mở dưới Win ra. Đây. Đây thì bên trong file nó có cái file này. Có file red. Mình thử mình mở dưới 7zip ha. Đây đây đây. Mình mở với 7zip thì nó đầy đủ hơn các bạn, nó có thư mục bút nè, mục bút trong này nó có là những cái file đây, cái file ảnh nè, chấm định dạng là img đây. Thì với cái tính năng này thì chúng ta có thể share được những cái file mà chúng ta cần chuyển ngoài những cái file ảnh, âm thanh và video, thì chúng ta chỉ cần đổi cái định dạng đuôi file ban đầu thôi. Thì mình dùng cái chương trình nào để mình đổi thì mình sẽ chia sẻ với các bạn là chúng ta dùng cái ES duyệt tập tin nè, cái này trên CH Lay, ES file explorer ha, thì chúng ta dùng để chúng ta chia sẻ. Đây mình ví dụ một cái file ở trong cái thư mục download của mình đi. Mình ví dụ cái thư mục này ha, chúng ta vào đây chúng ta chọn một cái file tùy ý, mình ví dụ cái file này đi ha, mình đã chỉnh định dạng đuôi rồi, .iso hình MP4, thì chúng ta chuyển cái file này đi, chúng ta chuyển cái file này qua cái ổ khác, để mình vào cái bộ nhớ máy của mình, đây đây, mình vào cái thư mục recorder master nè, đấy, thì chúng ta chuyển cái file này vô, rồi chúng ta dán nè, đấy các bạn dán vô đây ha, rồi. Từ đó chúng ta qua lại cái trình duyệt web của mình thôi. Mình vô cái thêm view lại ha. Rồi chúng ta refit lại F5 hay refit đó các bạn. Đây mình điều khiển trực tiếp ở trên cái điện thoại luôn, qua cái thêm view luôn. Để chúng ta nhìn sơ qua xem có cái file tên book book CD không ha. Chúng ta kéo xuống thanh trượt hay xem còn file không các bạn. Đây. File mình mới đổi tên vừa rồi mình chuyển qua thư mục Recorder Master. Đây, chúng ta thử tải, chúng ta tải cái file này về. Tốc độ rất là lẹ các bạn. Mình không tin nổi. Đây chúng ta mở vào ha, hiển thị trong thư mục. Đây thư mục mở lên rồi đây. Rồi bây giờ chúng ta trên máy tính chúng ta đổi và đổi định dạng đuôi lại thôi. Đây, chúng ta đổi định dạng đuôi file là rồi. Đây. Mình đổi lại là .iso. Đây là cái định dạng nào đó mà các bạn đã sử dụng đó, chúng ta click ra ngoài ha. Đây. Rồi chúng ta bấm dép. Rồi hay là chúng ta có một cái file chuyển về máy như ý muốn của chúng ta. Đây, các bạn ấn giữ nè, đối với thêm view thôi nha, ấn giữ chúng ta chọn thay cho cái click phải chuột. Đây. Đây là cái file gốc của mình. Cái đây là cái WinXP Mini nè. Thì các bạn có thể đổi thành định dạng ảnh cũng được ha. Chúng ta có thể đổi thành định dạng ảnh là .jpg nè. Tùy chúng ta thôi. Chúng ta có thể đổi thành định dạng video hay định dạng ảnh, tùy chúng ta. Các bạn thích định dạng nào các bạn đổi cái file chúng ta cần chuyển về định dạng đó thôi. Chúng ta đổi tên file với cái ứng dụng là ES file log ha. Rồi chúng ta chia sẻ file tốc độ rất là nhanh.
sang một cái điện thoại hoặc là cái máy tính mà không có kết nối wifi. Sau đây mình xin tạm dừng cái phần chia sẻ này. Chúc bạn một ngày mới vui vẻ và tràn đầy hạnh phúc. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.